Ngày 12 tháng 8, đoàn công tác của quân khu 7 do Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu 7 dẫn đầu, đã kiểm tra công tác cách ly công dân phòng chống dịch COVID-19 tại Trung đoàn Minh Đạm, đóng tàu huyện Long Điền. Hiện tại, Trung đoàn Minh Đạm đang tiến hành cách ly 327 công dân trở về từ Úc, trong đó có 4 công dân trên 75 tuổi và 10 trẻ em. Kết quả xét nghiệm lần 1, 100% số công dân đang thực hiện cách ly đều có kết quả âm tính. Đến kiểm tra về công tác cách ly công dân tại Trung đoàn Minh Đạm, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy quân khu 7 đã biểu dương tinh thần, ý chí quyết tâm và trách nhiệm các lực lượng phục vụ tại điểm cách ly đã có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, phục vụ đời sống cho các công dân trong thời gian cách ly 14 ngày tại đây. Đồng chí Chính ủy quân khu 7 cũng đề nghị các lực lượng cần tiếp tục phát huy những sức mạnh tổng hợp, tinh thần chống dịch như chống giặc để chuẩn bị cho các đợt tiếp nhận cách ly sắp tới đây mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ đảm nhận. Đồng thời đề nghị các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện chăm lo, phục vụ chu đáo hơn đời sống của các công dân thực hiện cách ly. Dịp này, lãnh đạo quân khu 7 cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các công dân chấp hành nghiêm quy định cách ly, đồng thời gửi tặng một số phần quà cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ cách ly tại Trung đoàn Minh Đạm.